sống ở trong ta sẽ sinh được nhiều hoa trái. Ai từ rời xa ta sẽ già khô héo tàn phai. Hãy ở lại trong ta, như ta ở trong các con. Trong ta nếu không chịu chỗ hoa trái sẽ bị người quăng đi tiếng chi khi héo lửa thiêng. Hãy ở lại trong ta, như ta ở trong các con. Tôn vinh nếu ai trổ nhiều hoa trái.